Thế thì như vậy Hoàng Mai người ta mua ở đây đoán ngày là mua chủ yếu để ở. Đấy, các bạn phải có một cái thống kê như thế này thì như vậy các bạn sẽ giúp cho cái đội ngũ marketing ấy người ta biết định hình chuẩn được. Thì người ta có ở với các bạn đâu là sao người ta có biết được là có cái số liệu này không, đúng không ạ? Thế là khi mà team chúng tôi mà hợp tác với các bạn này là chúng tôi thông thường là cố gắng có cái bức tranh như thế này. Ok, bức tranh này thì hiểu nôm na là chúng ta sẽ mỗi người sẽ có một cái nhận định và có chiến thuật khác nhau. Bản chất là chúng ta cạnh tranh với nhau, đúng không? Thì như vậy chúng ta phải có những cái định hình khác nhau. Thế thì ở đây thông thường thì mình cũng chia sẻ để các bạn tham khảo khi một đơn vị quảng cáo đến với các bạn hoặc là một cái team hoặc một cá nhân đến các bạn thì nó sẽ có 7 bước. Và hiện tại bản thân như đơn vị bên T3 nó đang thực hiện, một là nghiên cứu đánh giá đưa ra chiến lược chạy, đấy tụi người đấy có trao đổi rồi đấy, khởi tạo và set up những chiến dịch chăm khách hàng ngày, báo cáo hàng ngày cho các bạn để có những điều chỉnh tối ưu về content. Liên quan đến tối ưu content thì mình có một cái gợi ý như này là thông thường là chúng ta chạy giả sử ngân sách của chúng ta chạy là khoảng 30 triệu một tháng thì chúng ta khoảng 10-15 triệu là chúng ta sẽ tối ưu một lần. Để làm cái gì? Để cái phần content ấy là chúng ta vừa biết được là những cái thứ chúng ta đang làm ấy, đang chạy ấy, nó có hiệu quả hay không? Chắc chắn là có thể không hiệu quả. Nhưng mà chúng ta phải set up để chúng ta thử AB testing, thử tất cả các loại mẫu, thử những cái cách mà cái chiến thuật mới của chúng ta sẽ đưa vào. Thì cái việc này là cần rất là sự phối hợp giữa các team bán hàng cũng như team marketing để team marketing người ta có cái thông tin đầu vào thì người ta mới hỗ trợ tốt cho các bạn được. Nghiệm thu với tập đoàn đấy. Thì ở đây thì Kiên cũng chia sẻ là đối với một số đơn vị, đặc biệt ở trong tập đoàn thì hiện tại là bên T3 đang cung cấp dịch vụ này thì phí là khoảng 12-15%. Đây là cái phí rất là ưu đãi. Cái thứ hai nữa là hoàn tiền. Chính sách hoàn tiền đây là hoàn tiền phần phí chưa chạy với cả cái phần ngân sách chưa chạy chứ không phải hoàn cả cái phần mà đã chi tiêu nhé. Đấy thì cũng chia sẻ thì anh chị em có thể tham khảo ở phía bên T3. Giá sồn xin kết thúc. Bên cạnh đó thì có một số những cái ứng dụng để hỗ trợ cho các team các anh chị khi mà chạy quảng cáo ấy, thì các anh chị có thể dùng những cái phần mềm để chia lead, để chăm lead như vậy là ok. Đấy, xin hết, cảm ơn mọi người nhé. Mọi người muốn tiếp tục cái session 2 hay đặt ra một số câu hỏi trước khi session 2? Mấy giờ rồi? Đấy, 11 giờ rồi. Đấy, chuẩn rồi. 30 phút. 40 phút rồi. Có ai có câu hỏi gì không? Có thể câu hỏi chung thì Kiên sẽ tập trung vào cái câu chuyện về mặt chiến lược, câu chuyện về mặt định hình nên và không nên. Còn đâu ví dụ phần chi tiết về tài khoản quảng cáo hoặc chi tiết hơn về phần content thì sẽ do bạn Đông, bạn ấy sẽ trao đổi và chia sẻ, có thể làm demo luôn. Có ai có câu hỏi gì không ạ?